Ngon nha. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Mập Food của Mập với bé Kim nha. Thì hôm nay Mập chỉ quay có một mình thôi, cả nhà bé Kim đã no rồi, bé Kim đã ăn rồi cả nhà ơi. Thì hôm nay Mập ăn mì gói lại bò, rồi thịt bò cả nhà, rồi trứng ngâm tương, đơn giản vậy thôi. Rồi Mập mời cả nhà thưởng thức với Mập nha. Thì ở đây là Mập chuẩn bị mì gói rồi cả nhà, nhưng mà Mập chưa có đổ nước gì vô hết. Bây giờ Mập sẽ để bột niêm này. Đó. Cái nhà quay một mình thì mình ăn đơn giản thôi, còn quay với vợ thì mình ăn đồ ăn ngon cho vợ ăn chung. Dữ không? Thấy không ai kia không? Rồi mì này thì nó có nhiều cái bọc nguyên liệu lắm cả nhà. Me đồ nữa. Nói tới đây chắc cũng nhiều người cũng biết mì gì rồi đó. Đó. Lâu lâu đổi khẩu vị bữa. Rồi này. Cái này là sa tế nè cả nhà. Bọc ăn ăn hôm nay ăn 3 gói không biết ăn hết không nữa thì kệ đi. Lâu lâu thử khách ăn 3 cái mì bữa. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đổ nước vô thôi. Nhưng mà trước khi đổ nước vô thì Mập sẽ cho bắp cải này cả nhà. Ít thôi. Bắp cải. Rồi nấm. Nấm. Nấm này nấm chim châm nha cả nhà. Hành luôn. Nấm thì có trụng rồi nên một xíu mình bỏ sao cũng không sao. Có bắp cải với nấm kim châm, bắp cải mình ăn sống cũng được. Bò cả nhà. Đây. Đó. Chế nước vô đây trước là mình lấy cái nước bò luôn cả nhà. Đó. Là mình lấy cái nước ngọt từ bò luôn. Cả nhà thấy Mập thông minh không? Ăn tới tái rồi thôi đó nha. Đó, xong. Ok, thì trước khi mình ăn mình sẽ uống nước trước ngay cả nhà. Lại là cái ca nước thần thánh này đây. Lâu lắm mà mới ăn nhiều vậy á. Rồi, mời cả nhà ăn nha. Đó, mì nó chín rồi nè. Ôi, nóng hổi luôn. Mình nấu kiểu này nó mới nóng thôi. Wow. Quá hớp nữa nha. Quá hớp bên này đâu ra từ quá hớp nữa. Mời cả nhà nha. Ngon. Hơn dữ những ngày hết tiền đây rồi. Bò.
Bò vậy là vừa ăn lắm luôn nè, ý là vừa vừa chín tới á. Ngon quá. Đây là trứng lòng đào ngâm tương rồi đó nha, lòng đào cắt luôn á, gấp lên trứng là biết liền. Ngon nha. Quá xa đỉnh. Trong này có mè đen, ố mè nữa này cả nhà. Đó, rồi hành rồi này kia. Đã nha. Quá sáng. Lâu lắm rồi mặt ăn là kiểu này nữa nha. Tuy đơn giản mà nó ngon nha. Tuy đó, là hôm nay là đầu tháng mới có bốn tây thôi. Thật sự là người ta nói cuối tháng là mới ăn mì gói, nhưng mà thật sự là đầu tháng cỡ này chắc cũng chưa ai lãnh lương đâu, nên làm ăn chung cái nhờ. Này, trứng lòng đào ngâm tương. Ôi, ngon. Trứng này nè, mà mua ở ngoài à, King Food đó. Giống như siêu thị, giống như Bách Hóa Xanh nữa đó nha. Người ta bán, người ta làm sẵn 5 trứng như mấy chục ngàn. Cũng ngon quá trời luôn á. Quá khá đã. Cái bò nó ngọt, nó thơm ha. Mì này nó chua chua, cay cay, ngọt ngọt, mặn mặn. Trời ơi. Có nấm chim chăm vô nó giòn giòn nữa. Nhức nách.
nước tiết bò. Nước này nó béo, nó ngọt. Xuất sắc. Ở đây nè. Đồng đào nữa đó nha. Quá là thích luôn á. Mập đăng cái clip này nè là chắc khoảng 6 giờ chiều. Có người sẽ coi 7 giờ. Có người sẽ coi 8 giờ, có người sẽ coi 9 giờ. Và cũng có một số người sẽ coi lúc khuya. Mà ai mà coi lúc khuya là lúc đó là mập báo quá báo. Thấy tự tin ghê mới nhờ ý nó mập ăn ngon á. Nhưng mà ngon thiệt các bạn. Tùy mỗi người cảm nhận nha. Còn mập là mập vậy đó. Đăng lên mình để đó hả. Ngon quá. Phải nói là quá đỉnh. Hồi nãy nó thích ăn bắp cải lắm. Con kêu bắp kim là sắc dùm nhiều nhiều đó nha. Mà thật sự là bây giờ thấy nấm kim châm với lại mọi thứ nó ngon hơn bắp cải nhiều. Để lần sau ăn bắp cải nhiều một xíu. Thấy căn nhà thấy bữa giờ nó con chuột mập không? Lại ra cầm mấy ca đó đó. Nói chứ không? Đa số mập đi tập, mập đi thể dục đó nha. Đa số mập đi bộ mà. Một ít thấy mập lên chuột lắm. Ngon quá.
quá sức tưởng tượng ngon cái trứng nhâm tương. Béo. Thật sự là no vậy đó nha, lâu lắm rồi mà phải ăn nhiều vậy. Ngon quá. Trong đây còn bò nhóc vô nè. Coi cái nhà. Wow, nó dớt miếng nước tương à. Xuất sắc. Đã. Cái nhà có tin không? Là ban đầu á là mập nói là mình chắc mập đem lên nhiều đó vậy chứ mập ăn chắc cũng miếng thôi cả nhà, nhưng mà thật sự là món tuy nó đơn giản nhưng mà thật sự là nó rất là ngon luôn á. Rồi nó nhiều thật sự, tại vì ở bên đây là có hồi nãy mua chắc mấy lạng bò luôn á cả nhà, rồi 5 cái trứng nhâm tương nữa. Thì nói chung là lâu lâu coi như là mập chiêu đãi cả nhà một bữa mà ăn cho nó no nê, một bữa cho nó đã một bữa cả nhà. Thì cả nhà mong lại cả nhà sẽ ủng hộ cái món ăn hôm nay, món ăn đơn giản nhưng mà rất là ngon của mập nha. Còn nếu mà ai mà
chưa đăng ký kênh á mà thấy clip hay nè, thấy Mập ăn hấp dẫn thì đăng ký kênh Mập Food, ủng hộ Mập Food với lại bé Kim nữa nha cả nhà. Còn bây giờ thì Mập đã ăn xong rồi, kết thúc clip tại đây thôi. Cảm ơn cả nhà nãy giờ đã xem hết clip của Mập nha. Hẹn gặp cả nhà vào 6 hoặc 7 giờ tối ngày mai. Bye bye.